Chào các bạn, hôm nay mình lại được gặp các bạn. Hôm nay mình giới thiệu các bạn cái chuyên đề về lượng giác. Thì trong cái đề thi đại học ấy, cái phần lượng giác chủ yếu là giải phương trình lượng giác. Đấy, thì phương châm của mình ấy thì là các câu dễ trong đề thi thì mình sẽ cố gắng mình làm trước, còn lại các câu khó mình làm sau. Thì đương nhiên là trong đề nó sẽ có những cái câu để phân loại học sinh khá, học sinh giỏi thì thôi mình cũng không 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 mơ tới gì cả. Nếu mà các bạn làm một thi ở các trường top cao top đầu như Đại học Bách Khoa Hà Nội hay là các trường lớn ở Hà Nội thì các bạn cần quan tâm đến sâu hơn một chút nữa. Còn lại các trường ở khi thuộc cái top trung bình thì theo như mình nghĩ là cũng không vấn đề gì cả. Đấy. Thế thì mình đi luôn vào cái chuyên đề hôm nay, đấy là lượng giác. Lượng giác thì để giải được cái phương trình lượng giác ấy thì theo như mình thì cái công việc đầu tiên mà các bạn cần phải nhớ đấy là các công thức lượng giác. Một, các công thức lượng giác. Công thức đầu tiên mà các bạn nhớ lúc nào cũng tâm niệm trong đầu đó, cái công thức là gì? Sin bình x cộng với cos bình x là bằng bằng không nhỉ, đó à, không ạ, bằng bằng một, là mình nhầm, bằng một. Rồi tiếp theo cái công thức gọi là công thức góc nhân đôi. Góc nhân đôi thì ta thì biết là gì, cos 2x nghe thì ghê, giống như cos góc nhân đôi thì thực chất lấy cái góc rồi nhân thêm hai nữa gọi là góc nhân đôi thôi. Cos 2x này bằng cos bình x trừ đi sin bình x. Đấy, rất là dễ. Tương tự, sin 2x bằng 2 lần sin x cos x. Các bạn cứ đọc nó thành vần, các bạn sẽ dễ nhớ hơn. Tiếp theo, cái công thức góc nhân đôi là cái công thức góc nhân 3. Góc nhân 3 thì cũng khó nhớ các bạn. Thế nhưng mà đây, góc nhân 3 ta chỉ cần việc là gì? Các bạn cần nhớ cái câu là nhân 3 một góc bất kỳ, sin thì 3 4, cos thì 4 3. Đấy, các bạn cứ nhớ như vậy. Đấy nhá. Ví dụ như mình nhớ cos của 3x. Sin thì 3 4, cos thì 4 3 đúng không? Ở đây mình viết là 4 cos x và 3 cos x, mình cứ viết như vậy. Và sin 3x. Sin thì 3 4 tức là 3, 3 sin x. Đây là 4 sin x. Chưa? Nhân 3 một góc bất kỳ này. Sin thì 3 4, cos thì 4 3 đúng không? Dấu trừ nằm giữa hai ta, thì mình đặt cái dấu trừ ở đây. Được chưa nào? Bây giờ mình thêm nữa là thêm 3 chỗ 4, thế là ok. Đây, mình chỉ cần việc thêm mũ 3 vào cái chỗ mà có số 4 đây. Đương nhiên là cái này chỉ đọc vần cho các bạn dễ nhớ thôi, chứ còn các bạn có thể nhớ theo cách khác, cái loại cái kia, cái này, cái cách khác cũng đều được, không vấn đề gì cả. Đây là thêm 3 chỗ 4. Đây là công thức góc nhân 3. Tiếp theo mà công thức các bạn phải nhớ gọi là công thức hạ bậc. Hạ bậc tức là từ cái bậc cao hơn các bạn hạ xuống cái bậc thấp hơn. Mình có cos bình x thì bằng 1 cộng với cos 2x chia 2 và sin bình x. Nó cũng bằng như vậy nhưng mà thay dấu cộng và dấu trừ thôi. 1 trừ đi sin 2x à cos 2x chia 2. Mình chú ý thêm ở cái chỗ cái công thức góc nhân đôi ở chỗ cos 2x này, thì từ cái cos 2x này các bạn có thể biến đổi thành, ví dụ như là biến đổi hết về sin, thì ở đây cos bình x ở đây nó sẽ bằng là 1 trừ sin bình x đúng không, thì thành là 1 trừ đi 2 sin bình x. Hoặc các bạn có thể biến đổi hết về cos thì bạn ở đây bạn viết là sin bình x thì bằng 1 trừ trừ cos bình, 1 trừ cos bình. Như vậy là cái công thức cos 2x này nó sẽ bằng là 2 cos bình x trừ 1 đúng không. Tùy theo trong cái bài mà mình sẽ cần phải biến đổi như nào thì các bạn nên làm theo như vậy. Nên cái tiếp theo của cái công thức hạ bậc này xong thì mình nói cái công thức này cũng rất là hay sử dụng, đấy là 1 cộng với tan bình x bằng cái gì. Thì đương nhiên cái này thì bằng 1 trên cos bình x này dễ nhớ này, nhưng mà nếu mà bạn nào không nhớ thì các bạn chứng minh được ra luôn. Đây mình ví dụ tan tan thì bằng sin cos đúng không, người ta bảo là gì, bắt được quả tang sin nằm trên cos đúng không,
sin x trên cos x. Còn cotang thì cãi lại, cos nằm trên sin, cos x trên sin x. Đấy, dễ thôi đúng không? Bắt được quả tang, sin nằm trên cos, cotang cãi lại, cos nằm trên sin. Ok, không vấn đề gì. Đây 1 cộng với gì? Sin bình x chia cho cos bình x. Và bây giờ mình quy đồng lên, cos bình x nhân 1 bằng cos bình x cộng sin bình x thì cos bình cộng sin bình thì bằng bằng 1. Vậy đây bằng 1 trên cos bình x. Tương tự 1 cộng với cotang bình x cũng sẽ bằng 1 trên sin bình x. Các bạn chứng minh dễ thôi, nó ra ngay. Đấy. Thì tiếp theo mà các công thức mà mình muốn các bạn cần phải nhớ đấy là các công thức biến đổi, công thức cộng này, công thức biến đổi tổng hành tích, tích thành tổng. Đấy. Thế là mình giới thiệu luôn để các bạn nhớ. Đây công thức cộng này. Công thức cộng tức là gì? Cos cos của A cộng trừ B thì bằng cos A cos B. Đây là trừ trừ cộng sin A sin B. Đấy mình đọc thì nó thành vần đấy, các bạn có thể nhớ theo cách khác. Các thầy cô trên lớp cũng thể dạy các bạn nhiều cách, nhiều rất là nhiều cách để nhớ cái này. Nhưng mình nhớ thì mình đây chỉ việc là cos của A cộng trừ B thì bằng cos A cos B trừ cộng sin A sin B. Tiếp theo sin của A cộng trừ B thì bằng nó chéo nhau thôi, sin A cos B, sin A nhân với cos B. Cái này sẽ là cộng trừ sin B cos A. Các bạn nhớ cái công thức này, công thức cộng này mình sẽ vận dụng rất nhiều mà trong cái quá trình giải phương trình lượng giác. Tiếp theo cái công thức biến đổi tích thành tổng, cos A nhân với cos B, cos nhân cos bằng 1 phần 2 cos cos, tức là cos nhân cos bằng 1 phần 2 cos tổng cộng cos hiệu, cos của A cộng B cộng với cos hiệu cos của A trừ trừ B. Tiếp theo sin A nhân sin B cũng bằng 1 phần 2 và hai cốt cốt, nhưng mà các bạn lấy luôn là cốt hiệu trừ cốt tổng, chả cần phải dấu gì, đưa cái dấu trừ gì ở ngoài này gì cả. Trong sách giáo khoa người ta viết dấu trừ ra ngoài thì người ta viết cốt tổng bên trong là trừ đi trừ cốt hiệu. Thế đây mình viết luôn là cốt hiệu trừ cốt tổng A trừ trừ B trừ đi cốt của A cộng B. Đấy, thế còn sin nhân cốt thì dễ rồi, mình không nói nữa. Sin nhân cốt thì bằng 1/2 sin sin đúng không, 1/2 sin tổng cộng sin hiệu. Đấy. Tiếp theo cái công thức mình nói các bạn đấy là công thức biến đổi tổng hành tích. Tổng hành tích thì bây giờ cos A cộng với cos B. Cos cộng cos thì bằng 2 lần cos cos đúng không? 2 lần cos của A cộng B chia cho 2 cos của A trừ B trên trên 2. Và cos A trừ đi cos B. Cos trừ cos thì bằng trừ 2 lần sin sin trừ 2 lần sin của A cộng B trên 2 sin của A trừ B trên trên 2. Đấy. Cos cũng cos rồi. Cos trừ cos rồi. Thì thằng sin nó cũng không 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 chịu thua kém đâu các bạn ạ. Đây tặng con sẽ có là gì? Sin A cộng với sin sin B. Sin cộng sin thì bằng 2 lần sin cos. Đấy, các bạn cứ đọc ra đọc đọc nào viết như vậy. Sin của A cộng B trên 2 cos của A trừ B trên trên 2. Thế bây giờ thằng sin A trừ đi sin B thì cũng bằng, mình cũng viết luôn bằng 2 lần sin cos, nhưng các bạn đảo cái thằng sin hiệu đằng trước, sin của A trừ B trên 2 cos của A cộng B trên trên 2. Đấy, các bạn chủ yếu cần nhớ cái công thức sin trừ sin và cos trừ cos này này. Cos trừ cos thì bằng trừ 2 lần sin sin, nhưng sin trừ sin cũng bằng 2 lần sin cos, nhưng nó khác với tại sin cộng sin bằng 2 lần sin cos. Sin cos đây là tổng trước và hiệu sau, còn sin trừ sin thì hiệu trước và tổng sau. Đấy, như vậy đã xong cái công thức biến đổi tổng thành tích. Xong. Còn mấy phút thôi đúng không? Mấy phút người ta có thể nhớ được hết các công thức như này. Tiếp theo, các công thức mà các bạn mà cần phải nhớ nữa đấy là công thức biến đổi các góc. Đây. Thì cái này là ở lớp chương trình của lớp 10 10 đúng không? Chương trình lớp 10 hoặc lớp 11 là các bạn đã được học rồi. Đấy, thì đầu tiên là về nói về cái góc góc đối, thì các bạn chỉ nhớ là cốt đối, sin bù, phụ chéo. Đấy, ta nhớ như vậy
Tức là cốt đối từ cái trong cái trường hợp đấy là cốt đối là cái thằng đấy nó đặc biệt nhất, xin bù thì thằng thằng xin của góc bù ấy nó đặc biệt nhất, còn phụ chéo thì dễ rồi, mình nói từng 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 ý một. Đầu tiên là cốt đối thì các bạn hai góc đối nhau, tức là ví dụ như mình có góc alpha thì và góc trừ alpha thì có phải là hai góc đối nhau không? Thì cốt đối thì các bạn nhìn này, cốt của trừ alpha thì bằng bằng cốt alpha, sin của trừ alpha bằng trừ sin alpha, tan alpha trừ alpha thì bằng trừ tan alpha, cotang của trừ alpha thì bằng trừ cotang alpha. Đấy, thì các bạn nhìn thấy cái thằng người ta gọi là cốt đối. Cái chỗ này là cốt đối. Cốt đối. Các bạn thấy là cốt đối cái thằng này đặc biệt không? Cốt của trừ alpha thì bằng bằng cốt alpha. Còn những cái thằng kia nó bằng trừ hết, các bạn thấy không? Nó gọi là cốt đối là vì vậy. Tiếp theo sin bù. Sin bù tức là hai góc được gọi bù nhau khi tổng của hai góc là bằng 180 độ. Hay là chuyển sang cái đơn vị đo là radian thì nó sẽ là pi, đúng không? Thì mình sẽ có là gì? Cốt của pi trừ alpha bằng cái gì? Mình cứ để đây đã. Bởi vì mình đây là cái góc bù mà. Thì sin sin của pi trừ alpha nó bằng sin alpha. Đấy, các bạn nhìn thấy thằng này nó đặc biệt sin bù mà. Đặc biệt không? Thì thằng này sẽ là trừ trừ cốt alpha. Tiếp theo tan của pi trừ alpha sẽ là bằng trừ tan alpha. Và cotang của pi trừ alpha bằng trừ cotang alpha. Chỉ cần một trong hai vị tang thì bằng sin nhân cốt, cotang thì bằng cos nhân sin. Một trong hai này mà âm thì đương nhiên tang và cotang nó cũng sẽ âm. Thì cái này là sin bù, đúng không các bạn? Sin bù. Điều các góc phụ chéo thì sao? Hai góc được gọi phụ nhau khi tổng của hai góc là bằng bằng 90 độ. Điều phụ chéo sao? Cos của pi trên 2 trừ alpha sẽ phải bằng bằng sin alpha. Cos bằng sin. Sin thì bằng cos, cotang thì bằng cotang và cotang thì bằng bằng tang. Đấy nó gọi như thế, nó gọi là phụ chéo. Sin của pi trên 2 trừ alpha sẽ phải bằng cos alpha, và tan của pi trên 2 trừ alpha sẽ phải bằng cotang alpha, cotang pi trên 2 trừ alpha bằng tan alpha. Đấy. Tiếp theo một cái công thức nữa là công thức gọi sai khác của góc pi. Đây, viết luôn. Cốt của pi cộng alpha thì bằng trừ cốt alpha. Cái này đặc biệt. Sin của pi cộng alpha bằng trừ sin alpha. Cả hai cái này đều âm rồi thì nếu như tan thì bằng sin cốt thì nó sẽ dương luôn. Tan pi cộng alpha bằng tan alpha. Cotang pi cộng alpha bằng cotang alpha. Đấy. Thế còn một cái vài cái công thức đặc biệt nữa thì trong quá trình làm các bạn có thể tự vẽ một cái đường tròn lượng giác ra. Nó chỉ mất có vài giây thôi, chục giây là các bạn có thể xác định được. Ví dụ như nó không rơi vào các trường hợp này, cốt đối sin bù phụ chéo của ta, nhưng lại rơi trường hợp ví dụ như là sin sin của pi cộng alpha chẳng hạn, sin của pi 2 cộng với alpha chẳng hạn, nó bằng cái gì? Và các bạn không biết đúng không? Mình chỉ việc là gì? Vẽ một cái đường tròn lượng giác này ra thôi. Đấy. Vẽ cái đường tròn lượng giác ra. Đường tròn lượng giác này là đường tròn đơn vị có bán kính bằng 1. Đây là trục sin và đây là trục trục cốt. Thì mình coi một cái góc alpha này này. Coi cái góc alpha này bằng 30 độ đi. Đúng không? Coi alpha bằng 30 độ thì bây giờ pi trên 2 cộng alpha tức là đây là góc pi trên 2 rồi đúng không? Cộng alpha tức là cộng thêm 30 độ ở đây không? Thì đây nó là 120 độ. Các bạn thấy là gì? Sin sin của pi trên 2 cộng alpha giống ở đây có phải bằng căn 3 trên 2 không? Đúng không? Căn 3 trên 2 trên 2. Thế bây giờ cái cốt của 30 độ này thì nó cũng chính bằng căn 3 trên trên 2. Đúng không? Thì cái này thì các bạn chỉ cần viết là bằng bằng cốt của alpha thôi, đúng không? Tương tự cái cốt của pi trên 2 cộng alpha này nó bằng cái gì? Các bạn thấy cốt này giống xuống đây nếu nó bằng trừ 1 phần 2 không? Đúng không? Trừ 1 phần 2 thì trừ 1 phần 2 nhưng các bạn thấy là sin của alpha giống đây thì nó bằng bằng 1 phần 2. Thì do đó hai thằng này nó khác nhau bởi vì là 1 phần 2 và trừ 1 phần 2 thì cái đây các bạn chỉ cần bằng âm sin sin alpha. Đấy. Nên các bạn cố gắng linh hoạt trong cái cách xác định.
biến đổi cái góc này. Thì cái cách nhớ về cái giá trị lượng giác của các góc cơ bản này nó khá đơn giản. Mình nghĩ là các cô giáo ở trên lớp các em các bạn là dạy các bạn rất là nhiều rồi, nhưng cũng không cần phải giới thiệu các bạn đây nữa. Thế còn nếu các bạn nào muốn nhớ được các góc giá trị lượng giác của các góc cơ bản này, các bạn cũng cho mình biết thông tin dưới, là mình sẽ làm riêng một cái clip để hướng dẫn các bạn nhớ. Khi mà các bạn nhớ được cái đường tròn, nhớ theo cái đường tròn lượng giác này, thì cái đường tròn lượng giác này nó lúc nào nó ở trong đầu các bạn, nó in hẳn trong cái đầu ấy. Đến cứ ví dụ như là sin của một góc nào các bạn có thể bật ra luôn đấy là bằng bao nhiêu cả. Mình không cần phải sử dụng đến máy tính và cũng không cần phải nhớ một cái bảng. Theo như mình thấy là cái nhớ bằng cách nhớ ở cái bảng vuông vuông ấy, các cô dạy là nó chạy từ ví dụ như sin chạy từ 0 này, 1 phần 2 căn 2 trên 2 căn 3 trên 2 xong 1 xong rồi nó ngược lại, như thế cũng khó nhớ lắm. Thế nhá, nếu nếu mà các bạn nào mà muốn nhớ theo cái cách của vòng tròn lượng giác này, đường tròn lượng giác này, thì các bạn comment ở bên dưới xong mình là sẽ làm cái clip riêng, mình sẽ trao đổi. Đấy. Sau khi xong các công thức lượng giác này rồi thì các bạn nhớ nhớ cho mình các công thức lượng giác cơ bản này nhé. Nhớ này, nhớ các công thức này được chưa nào? Đấy, các bạn nhớ xong rồi thì bây giờ ta đi đến vào cái phần giải phương trình lượng giác. Sang trang tiết kiệm một chút, cũng không có nhiều tiền. Rồi. Thì bất kỳ giải một bài phương trình lượng giác nào thì các bạn đều phải đưa 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 cái phương trình về trở về cái phương trình lượng giác cơ bản thì các bạn mới tìm nghiệm, đúng không? Thì cái đầu tiên mình sẽ giới thiệu các bạn về các phương trình lượng giác cơ bản, và cái này mình nói nhanh thôi, cái này trong sách giáo khoa có hết rồi. Đây. Đầu tiên là cái phương trình phần mình sang cái phần gọi là giải phương trình lượng giác nhé. Giải phương trình lượng giác một một là đầu tiên là mình nói về các phương trình lượng giác cơ bản. Phương trình lượng giác cơ bản, cả các phương trình lượng giác các bạn đi giải thì đều cuối cùng mình sẽ phải chuyển về cái phương trình lượng giác cơ bản này để giải, nếu không thì không giải được đâu. Đầu tiên là cái phương trình sin x bằng m, sin x bằng m thì như mình đã nói là cái đường tròn lượng giác này này, các bạn thấy là sin trục sin và trục cos và trục cos, các bạn thấy là gì, nó nhỏ nhất là bằng bằng ở cos này trừ bằng trừ một, nhỏ nhất bằng trừ một và lớn nhất là bằng một, cos không thì bằng một đúng không, và cos của pi bằng bằng trừ một. Tương tự sin thế, sin tại pi hai thì bằng một và sin tại trừ pi hai bằng bằng trừ một, đúng không? Thì lớn nhất của nó bằng 1 và nhỏ nhất của nó bằng bằng trừ 1. Nên là mình cũng dựa theo cái m này, mình dựa theo cái m này là mình xác định được cái trường hợp là m, trường hợp m này mà lớn hơn 1. Trường hợp m lớn 1 có nghĩa là gì? Có nghĩa là m nhỏ hơn trừ 1 và m lớn hơn lớn 1. Thì bạn thấy là khi mà nhỏ hơn trừ 1 tức là nó vượt ra ngoài này mất rồi, đúng không? Lớn hơn 1 nó vượt ra ngoài này mất rồi. Đây, sin này, lớn hơn thì nó vượt ra ngoài này và cái này vượt, mình hướng dẫn này lát nữa cái phần code thì mình nói nhanh để nó đỡ mất thời gian của các bạn. Nó vượt ra đây rồi thì đương nhiên là nó không, cái phương trình của ta nó vô nghiệm, đúng không? Đây là phương trình 1. Thì bây giờ mình sinh ra luôn là phương trình 1 vô nghiệm. Đấy, cái tập nghiệm của nó là bằng rỗng rồi. Cái trường hợp mà m này nó thỏa mãn, tức là gì, nó m nó thỏa mãn là nó nằm trong cái phạm vi lớn nhất là bằng một và nhỏ nhất là bằng trừ một, đúng không? Thỏa mãn thì lúc này là phương trình nó có nghiệm. Thì khi có nghiệm rồi thì nếu như m này, cái m này có thể quy được về cái giá trị lượng giác của một góc cơ bản ấy, thì các bạn ví dụ như mình m này có thể quy được về bằng m này bằng một góc sin của một góc alpha nào đó, ví dụ như thế. Mình ví dụ như là m bằng căn 2 trên 2 chẳng hạn. Ví dụ này thì có phải căn 2 trên 2 chính là bằng sin của một góc pi trên trên 4 không? Đấy, hoặc là m bằng bằng căn 3 trên trên 2 thì m bằng căn 3 trên 2 đây chính bằng sin của pi trên 3.
tức là 60 độ, đúng không nào? Rồi khi mà bằng sin alpha thì dễ rồi, bây giờ mình suy ra sin x bằng sin bằng m, mà m bằng sin alpha, đây bằng sin alpha, thì đây chính là mình đưa về cái phương trình lượng giác cơ bản đối với sin sin x bằng sin alpha. Thì công thức nghiệm của nó như nào? Công thức nghiệm của nó thì x thì sẽ là bằng alpha cộng với k 2 pi, và một nghiệm nữa là x thì bằng pi trừ đi alpha cộng với k 2 pi, ở đây là k thuộc tập số nguyên đấy. Thế nếu giả sử mà m này mà không quy về được cái giá trị lượng giác của một góc cơ bản ấy, thì các bạn làm như nào? Ví dụ như cái m này của mình nó bằng 1 phần 3 chẳng hạn, đúng không? Cái này không quy được về cái giá trị lượng giác của một góc cơ bản gì, thì các bạn làm nào? Ví dụ như thế thì sin x mà bằng m, thì vậy nghiệm của nó mình suy ra luôn, nghiệm của nó là x thì sẽ là bằng arc sin của m cộng với k 2 pi, và nghiệm nữa là x thì bằng pi trừ đi arc sin của m cộng với k 2 pi, k đây thuộc thuộc z. Ở đây là thông thường trong quá trình đi thi các góc, cái này các bạn để đơn vị radian. Thế nhưng mà biết đâu nó lại hơi 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 chuối một tí, lại để độ chẳng hạn. Thì ở đây góc tính theo độ, thì ở đây các bạn phải là gì? K 360 độ, đúng không? Ở đây sẽ là gì? 180 độ trừ đi alpha và cộng với K 360 độ, đúng không? Tùy theo. Bây giờ mình nói thêm ở một chút ở cái chỗ mà giá trị tuyệt đối của m thì m lớn hơn 1 này, thì phương trình vô nghiệm, ví dụ như mình m bằng bằng 2 chẳng hạn, m bằng 2 thì có phải là sin x sẽ bằng bằng 2. Thì các bạn thấy là sin này lớn nhất nó bằng bằng 1 và nhỏ nhất bằng trừ 1, chứ đây lại còn bằng 2 nữa cơ, thì có phải đây suy ra phương trình vô nghiệm đúng không? Đấy, nó rất là dễ. Thì mình thấy nhiều bạn là đi thi thấy sin x bằng 1.000 hay 1 tỷ rồi đấy, nhưng mà cứ cắm đầu cắm cổ đi xác định góc của nó xem nó ở đâu, xong rồi suy ra nghiệm thì đấy là sai rồi, đúng không? Các bạn có làm thế chứ làm nữa biến đổi qua và trải qua các công thức vô cùng phức tạp, xong rồi ra được kinh nghiệm nào đó thì cuối cùng nó cũng vẫn là sai thôi. Tiếp theo cái phương trình cơ bản là cos x bằng m. Cos x bằng m thì cos x bằng m thì nó cũng như thằng sin này thôi, nếu như m lớn hơn 1 thì suy ra phương trình 1 là vô nghiệm đấy. Tiếp theo nếu như m thỏa mãn là lớn hơn hoặc bằng trừ 1 và nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì phương trình nó có nghiệm như sau. Nó cũng làm như vậy, cũng nếu m này có thể quy được về cái giá trị lượng giác của góc cơ bản ấy, thì như nào? Ví dụ như mình quy được về cos x bằng bằng cos alpha thì suy ra viết gộp luôn, x thì sẽ bằng cộng trừ alpha cộng với k 2 pi, ở đây k thuộc tập số nguyên, đúng không? Giờ mình ví dụ này. Ví dụ người ta yêu cầu giải cái phương trình lượng giác sau, cos của x ở cho nó lạ lạ đi tí, trừ trừ lại căn 2 bằng 0, đúng không? Đi thi không bao giờ người ta cho cái phương trình này đâu các bạn ạ, không bao giờ cho vì nó dễ quá, nhưng người ta cho một cái phương trình nó phức tạp hơn một chút, nhưng cuối cùng các bạn biến đổi, sau một thời gian biến đổi thì các bạn sẽ trở về cái phương trình lượng giác cơ bản như này, xong các bạn làm thôi. Cái này mình chỉ việc là tương đương với gì, cos x sẽ bằng chuyển dấu rồi đổi vế, đúng không, hay là chuyển vế đổi dấu bằng bằng căn 2 trên trên 2, thì tương đương cos x sẽ phải bằng cos của pi trên trên 4. Vậy cos x trên 4 rồi thì suy ra x thì sẽ là bằng cộng trừ pi trên 4 cộng với k 2 pi, đây k thuộc thuộc z. Các bạn nhìn lên ví dụ cái góc pin 4 này này, cái góc pin 4 này đúng không, pi trên 4, thì bây giờ cộng trừ pin 4 tự đi theo chiều chiều này là đi theo chiều dương, còn yên này đi theo chiều chiều âm. Tại sao có cộng trừ là vì như vậy, đi theo chiều dương này thì đây là góc pin 4 và đi theo chiều âm thì đây sẽ là góc trừ pin 4, đúng không? Thì tại trừ pin 4 này các bạn gióng xuống thì đây nó chính là căn căn 2 trên 2, đúng không nào? Đấy, cái góc pin 4 nó rất là đặc biệt cho cả sin và cos và cho cả tan và cotang là như vậy. Thế trường hợp ở chỗ này m mà không quy được về cái giá trị lượng giác của một góc cơ bản ấy, thì các bạn mình viết là nghiệm sẽ là x thì sẽ phải bằng cộng trừ arc cos của m cộng với k 2 pi, được chưa nào? Mình sang cái phần phương trình lượng giác cơ bản đối với tan và cotang, tan x bằng m
x bằng m, thì cái thằng tan này nó không phụ thuộc vào như cái thằng cốt kia cho lắm đấy. Nhưng mà các bạn nhớ là cái phương trình lượng giác mà có tan và cotang thì các bạn phải nhớ đến tập xác định. Thì mình dạy nãy các bạn rồi, tan bắt được quả tan sin làm trên cốt đúng không, thì cái cốt x phải khác không, cái điều kiện ở đây này, điều kiện đây là cốt x phải khác không đúng không, cốt x khác không tức là cốt x khác cốt cốt của gì, cốt của pi nhân 2 đúng không, cốt pi nhân 2 thì bằng không mà, thì cái này suy ra x gì phải khác gì pi trên 2 cộng với cả pi, đây mình viết gộp. Thế bạn nào muốn tìm hiểu tại sao mình viết gộp này lại như này thì các bạn cũng hỏi luôn, mình nghĩ là cái những cái này các bạn được học hết rồi. Đấy. Thì kinh nghiệm là nếu như cái m này mà có thể chuyển đưa được về cái giá trị lượng giác của một góc cơ bản ấy, thì công thức nghiệm của nó như nào, ví dụ m có thể đưa ra về, về bằng m bằng tan alpha chẳng hạn, thì có phải là phương trình của mình trở thành là tan x bằng tan alpha đúng không, vì công thức nghiệm của nó như nào, x gì sẽ phải bằng alpha cộng với cả pi. Đấy, cái này nó chỉ thế thôi, vì cái hàm tan nó chỉ tuần hoàn với chu kỳ pi thôi, ca thuộc tự nhiên. Đừng có thêm hai đây nhé, thêm hai đây để cùng toi đấy, mất bao nhiêu năm ăn học viết phí đi. Được chưa? Tương tự cho cái thằng công thức về cotang cũng như vậy nhé, cotang thì cotang x bằng m, thì nếu m chuyển được về giá trị lượng giác của góc cơ bản đấy, thì các bạn cũng x gì sẽ bằng alpha cộng với kp. Chứ còn nếu không quy được về thì các bạn cũng lại arc tan và arc cos, arc tan và arc cotang thôi. Vấn đề gì? Thế nào? Đấy, sau khi xong cái phương trình lượng giác cơ bản thì mình chuyển về cái giải một số phương trình lượng giác sau luôn. Chứ bây giờ đi là mình hướng các bạn là đi theo các dạng. Nếu mà gặp cái dạng nào là các bạn làm theo cái dạng đấy luôn. Kiểu gì nó cũng ra, nó không thể nào mà sai được. Đấy. Thế còn nếu mà ta không biết dạng mà cứ ngồi biến đổi cắm đầu cắm cổ biến đổi xong rồi cũng khó đấy. Nói chung là cuối cùng cũng ra đấy nhưng mà lâu mất thời gian. Phần 2, các dạng, các dạng phương trình lượng giác. Rồi. Thì cái dạng đầu tiên mà mình muốn giới thiệu các bạn đấy là dạng phương trình bậc, nói chung mình gặp cũng gặp khá nhiều trong quá trình biến đổi, gặp khá nhiều dạng bậc 2 hoặc là bậc cao, bậc cao đối với một hàm số lượng giác cơ bản, bậc cao nhé, bậc cao có thể bậc 2, bậc 3, bậc 4 mình thấy, nhưng thông thường các bạn sẽ gặp đấy là bậc 2 hoặc bậc 4. Bậc 4 thì ra cái phương trình trùng phương dạng này, dạng a sin bình x cộng với b cos x, là b sin x cộng với c bằng 0, hoặc các bạn sẽ gặp cái dạng là a cos bình x cộng với b cos x cộng với c bằng 0, hoặc là các bạn gặp đối với cái dạng tan và cotang cả thì nó sẽ là a tan bình x cộng với b tan x cộng với c bằng 0, hoặc là đấy tùy nhé. Thì đây là một cái dạng phương trình bậc 2 đúng không, các bạn có thể đặt ẩn phụ. Thế nhưng mà đây là phương trình bậc 2 thì các bạn cũng không 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 nhất thiết là phải đặt ẩn phụ, các bạn cũng vẫn ra được và cũng vẫn kiếm được một cái điểm tối đa. Thì ví dụ mình ví dụ vào ví dụ phương trình luôn. Ví dụ người ta yêu cầu giải phương trình lượng giác sau. 2 cos bình x xem nào, nhầm nhầm xem nào. Và cộng với 5 5 sin x nhỉ. Trừ đi 4 bằng 0. Ví dụ người ta yêu cầu giải cái phương trình lượng giác này, thì các bạn để ý là ở đây nó có cos bình, ở đây có sin đúng không, thì ta cứ nhìn vào cái bậc thấp nhất đấy thì là mình biết phải biến đổi tất cả phương trình về về cái gì rồi, tức là có nghĩa là ở cái phần bậc cao này mình sẽ phải biến đổi về sin đúng không, nhìn thấy đây là bậc thấp nhất, đây là sin rồi, thì tất cả đây phải biến đổi về, về sin tương đương. Thì cos bình thì bằng gì, một cộng sin bình hay là bằng một trừ sin bình nhỉ, chết dạy, mình ấy thì lâu lâu quên, hai nhân với một trừ đi sin bình x đúng không, một trừ sin sin bình chắc chắn rồi, bởi vì cos bình cộng sin bình bằng một mà, cộng với 5 sin x trừ 4 bằng không, tương đương với cái gì, mình nhân phá ngoặc luôn, đây là trừ trừ 2 sin bình x đúng không, đây cộng với 5 sin x
À, còn thiếu thằng nào nữa? Còn thiếu 2, 2 trừ 4 là bằng trừ 2 bằng 0, đúng không? Thì bây giờ cái phương trình này các bạn thông thường trên lớp thì các bạn thấy thường là các cô dạy đặt ẩn phụ đúng không? Đặt sinh bằng t, điều kiện t đây nhỏ bằng độ lớn của t nhỏ bằng bằng 1, đúng không? Hay là có cách khác là t lớn hơn hoặc bằng trừ 1 và nhỏ bằng 1. Thế nhưng mà không cần đâu các bạn ạ. Các bạn nhẩm ở đây luôn, ví dụ mình tính delta đây nhé. Delta đây có phải bằng 5525 không? 25 trừ đi 4ac thì 4 nhân 2 âm 2 là âm 8, âm 8 lại nhân với âm 2 là bằng âm 16. Âm 16 thì có phải âm âm đây dương rồi. Dương 16 thì ở đây là 25 trừ đi 16 thì có phải bằng 9 không? Delta là bằng 9, căn delta sẽ bằng khoảng 3. Căn delta bằng 3 rồi thì bây giờ có phải nghiệm của nó sẽ phải bằng là gì? Một nghiệm là bằng trừ 5 cộng trừ căn delta tức là 3 chia cho 2a tức là trừ chia cho 2 nhân trừ 2 bằng trừ trừ 4. Cái này các bạn dùng máy tính các bạn bấm ra ngay, mình nghèo không có tiền có mua máy tính nhưng ra cứ phải nhầm nhầm bằng mồm thôi. Đây là trừ 5 trừ 3 trừ 8, trừ 8 mà chia cho trừ 4 thì bằng bằng dương 2, một nghiệm là dương 2 và một nghiệm sẽ bằng bao nhiêu? Trừ 5 cộng 3 bằng trừ 2, trừ trừ 2 chia 4 thì bằng 1 phần 2, đúng không? Thì đây có hai nghiệm, vậy mình suy ra sin x bằng bằng 2 và một nghiệm nữa là sin x bằng 1 phần 2. Thì cái nghiệm đầu tiên này, trường hợp đầu tiên các bạn đến rơi vào cái trường hợp gì? Sin x bằng 2 có phải là nó không thỏa mãn đúng không? Thì cái này là loại. Loại vì sao? Vì cái sin x này, các bạn thấy vì cái sin x này lớn hơn hoặc bằng trừ 1 và nhỏ hơn hoặc bằng 1 thôi đúng không nào? Nên là cái này bằng 2 hay kể nó bằng 2.000 hay 2 tỷ hay là bằng vô cùng đi chăng nữa thì cuối cùng cái này một loại không có nghiệm, thì chỉ có mỗi cái phương trình này có nghiệm thôi. Thì đây mình giải nhanh, giải nhanh các bạn đến đây các bạn gì là gì với sin x bằng bằng 1/2. Sin bằng 1/2 thì có phải là tương đương với sin x bằng bao nhiêu thì bằng 1/2 các bạn nhỉ? Góc bao nhiêu? Sin mà bằng 1/2 tức là góc pi trên sin của pi trên sin 6 đúng không? Thế đây ra dạng phương trình ra cơ bản rồi, sin x bằng sin alpha đây thì công thức nghiệm của nó sẽ như nào? Suy ra nghiệm của nó hai nghiệm x gì sẽ bằng alpha, alpha tức là bằng pi trên 6 cộng với k2 pi và một nghiệm nữa là pi trừ đi alpha tức là pi trừ pi trên 6 cộng với k2 pi, đây k thuộc z. Thì các bạn tự rút gọn nhé, pi trừ pi 6 đây sẽ bằng 5 pi 6, 6 nhân 1, 6 nhân pi trừ pi bằng 5 pi 6. Các bạn rút gọn ra. Thế đây chính là phương trình của các bạn đang nghiệm rồi, đúng không? Đấy. Tiếp theo. Thì là mỗi một cái dạng mỗi một cái dạng phương trình ấy, thì mình sẽ lấy một ví dụ thôi. Thế còn lại lát nữa mình đưa thêm một số bài tập cho các bạn tự làm. Có khi bởi vì đưa ra cái này thì có khi nó lại là nó dễ quá, dễ quá các bạn nhìn xem nó cũng nhàm chán đi đúng không nào? Đấy, tiếp theo mình muốn 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 giới thiệu các bạn đấy là phương trình dạng bậc nhất đối với sin x và cos x. Thì các bạn B này dạng bậc nhất với sin x cos x, tức các bạn gặp cái dạng a sin x cộng với b cos x bằng c chẳng hạn, ví dụ thế. Cái dạng như này thì cứ khi các bạn gặp cái dạng này thì các bạn phải biết cách, mình biết cách làm như nào rồi. Thế các bạn mà cứ biến đổi hay là như nào đấy, không phải đi theo dạng ấy thì lâu ra lắm, còn lâu mới ra được các bạn ạ nhé. Bởi vì trong quá trình đi thi ta chỉ có cái thời gian hữu hạn để ta làm bài thôi, nên là những đối với những cái bài về khảo sát hàm số này, giải phương trình lượng giác này, tính tích phân này, rồi đại số tổ hợp này, hoặc là các phần số phức thì nó khá đơn giản, các bạn cố gắng làm thật nhanh để có thời gian làm các bài khác. Đấy. Thế gặp cái dạng này thì các bạn cái phương trình này chỉ có nghiệm khi nào? Khi a bình cộng với b bình lớn hơn hoặc bằng c bình. Đấy. Nhớ các bạn nhớ nhớ như vậy nhé. Thì cứ gặp cái dạng a sin x cộng với b cos x bằng c thì các bạn nhẩm nhanh như mình, chia cả hai vế cho căn bậc 2 của a bình phương cộng với b bình phương
Được chưa nào? Các bạn cứ chia như này. Được chưa? Đấy, thì bây giờ mình đi vào một cái ví dụ cụ thể mình làm, các bạn sẽ hiểu ra ngay. Không vấn đề gì. Trong sách người ta làm từ cái tổng quát, trong sách khoa người ta đưa từ cái tổng quát xong ấy, người ta mới đưa ra những cái ví dụ cụ thể. Thì nó mông lung lắm. Bây giờ mình đưa thẳng luôn vào cái ví dụ cụ thể luôn. Bây giờ mình ví dụ người ta yêu cầu giải phương trình lượng giác sau. Giải phương trình lượng giác cos x cộng với căn 3 sin x bằng căn 2. Đấy, ví dụ giải phương trình lượng giác này. Thì các bạn thấy đây là cái dạng bậc nhất đối với sin x và cos x rồi, đúng không? Thì bây giờ mình chỉ việc là gì? Mình nhẩm nhanh và mình chia cả hai vế cho căn bậc 2 của a bình cộng b bình, tức a đây bằng bằng 1 và b đây bằng căn 3. Tùy theo các bạn nhé, có thể là người ta đảo sin trước cos sau hay là cos trước sin sau thì cuối cùng nó vẫn cứ thế, a b này không quan trọng. Ví dụ ở đây mình bảo là a sin x đúng không, cộng b cos x, nhưng người ta cũng có thể đảo là gì, a cos x cộng với b sin x bằng c, tùy, cái đấy không vấn đề gì đâu các bạn ạ. Thì bây giờ nhẩm nhanh thì là a bình cộng b bình thì 1 cộng với căn 3 bình thì bằng 3, thì 1 cộng 3 bằng 4 đúng không, thì căn bậc 2 của 4 thì bằng bằng 2 đúng không nào, và mình chia cả hai vế này cho 2 tương đương này. Đây là 1 phần 2 cos x cộng với căn 3 trên 2 sin x và bằng căn 2 chia 2 thì bằng chẳng chia được, cứ viết ở đây đúng không. Tiếp theo mình cũng đến đây mình hướng các bạn luôn là tất cả các dạng mà về bậc nhất đối với sin x và cos x, các bạn cứ quy về hết về sin cho mình để làm cho dễ, thì như vậy nó sẽ trụm hơn. Đương nhiên các bạn có thể quy về cos được chưa nào, thì nó, nhưng mà theo như mình bây giờ các bạn cứ hết về sin cho trụm, thì các bạn phải nhớ đến đây, các bạn phải nhớ ngay được cái công thức cộng là sin của a cộng trừ b nó bằng gì, sin a cos b và cộng trừ sin b cos a, được chưa nào, các bạn phải nhớ được cái công thức này chứ nào, vì mình sẽ áp dụng cái công thức này đấy. Thì ở đây các bạn thấy là tương đương này, nếu mình đã biến đổi về sin rồi thì ở đây có cos thì bắt buộc đây phải chuyển về về sin, thì bây giờ sin của bao nhiêu, góc bao nhiêu thì bằng 1 phần 2 sin của góc pi trên 6 đúng không nào, đây sẽ sin của pi trên 6 này, pi 6 bằng 1 phần 2 không, nhân đấy cos x và cộng ở đây có sin rồi thì đương nhiên đây phải biến đổi về cos, là căn 3 trên 2 nhân chính là cos của bao nhiêu, pi trên trên 6 đúng không, cos của pi trên 6 nhân với sin x. Và mình cũng nói các bạn là chuyển tất cả về sin rồi thì ở đây là căn 2 trên 2 thì chính là sin của pi trên pi 4 đúng không, tương đương này. Thế bạn thấy là gì, ở đây sin a cos b, sin a này cos b cộng với sin b cos a đúng không, thì nó trở về đúng công thức này của mình chưa, đúng không, thế nó chính bằng sin của a cộng b không? Đúng không, thì đây sẽ tương đương với sin của pi trên 6 cộng với x đúng không nào, sẽ bằng sin pi 4 đấy. Thế đây trở về cái dạng là sin x, cả cái này đóng vai trò này là x lớn đi, sin x bằng sin alpha đây đúng không. Đấy, thì bây giờ mình đến đây là ra cái phương trình lượng giác cơ bản rồi và mình sẽ giải bình thường thôi, pi trên 6 cộng x đây sẽ phải bằng pi trên 4 cộng với k 2 pi, nghiệm nữa là pi trên 6 cộng với x sẽ bằng pi trừ đi pi trên 4 cộng với k 2 hay pi, ở đây k thuộc số nguyên. Đấy, thì đến đây rồi các bạn chỉ việc chuyển pi 6 sang đây, chuyển dấu thì đổi vế, chuyển vế đổi dấu đúng không, tương tự đây chuyển sang các bạn cộng trừ thêm cộng trừ hoặc là quy đồng lên, là các bạn dùng máy tính hay gì ấy nhẩm nhanh được, được chưa nào, sẽ ra là nghiệm được chưa nào. Đấy, đến đây mình sẽ dừng ở đây. Thì các bạn nhớ đây là cái dạng bậc nhất đối với sin x và cos x. Tiếp theo mình sẽ sang cái dạng dạng tiếp theo của mình, nhớ là dạng tên nó là gì, gọi là tên là gì được, cái dạng là không nhớ lắm nhưng hình như nó là phương trình thuần nhất, cái dạng dạng phương trình thuần nhất bậc 2
đối với Silic và Codex, hình như như vậy thôi, cũng không 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 cần nhớ về chữ lắm. Dạng phương trình thuần nhất bậc hai đối với Sinix và Codex bậc hai, đúng rồi. Tức là cái dạng các bạn gặp dạng này A Sin mình X cộng với B Sin X Codex và cộng với lại C Cos bình X bằng D. Đấy, mình cho cái dạng các bạn cái dạng cơ bản luôn. Sách giáo khoa như là người ta không cho bằng D mà nó bằng bằng không chẳng hạn. Thì bây giờ mình cho bằng D luôn. Thì ở trong cái này các bạn phải nhớ công thức này. Một cộng với tan bình x thì có thể bằng là một trên cos bình x không, đúng không? Tiếp theo là một cộng với cotang bình x thì bằng một trên sin bình x, đúng không? Thì đương nhiên là như vậy rồi. Thì cái ở cái dạng phương trình này này các bạn cứ nhớ gặp nhé, sin bình cộng với lại sin cos này cộng với cos bình này bằng một giá trị d nào đó, thì các bạn phải làm như nào? Thì các bạn thử thử nghiệm thử xem sin x bằng không hoặc cos x bằng không có phải là nghiệm của phương trình này không nhé. Các bạn thử xem có phải là nghiệm không, nếu không phải là nghiệm thì các bạn chia cả hai vế cho cái cos bình hoặc chia cho sin bình. Nếu bạn thử cos x không phải là nghiệm của phương trình này rồi thì các bạn sẽ làm sao, sẽ chia cả hai vế cho cos bình x. Còn nếu các bạn mà thử là sin x không phải là nghiệm của phương trình này thì các bạn chia cả hai vế cho sin bình luôn. Nhớ chưa nào, mục tiêu của mình là chia, nó sẽ ví dụ nếu mà chia cos thì chỗ này sẽ ra gia tăng bình và cái thằng này nó sẽ triệt tiêu một cái cốt đi, ở đây gia tăng và cái này bằng một đó, thì đây d chia cho cốt bình x thì một trên cốt bình x chạy bằng một cộng tan bình x, đúng không? Đấy, các bạn sẽ giải được bình thường thôi, không vấn đề gì cả. Đây mình vào một cái ví dụ cụ thể luôn này, ví dụ người ta yêu cầu giải phương trình sau. Bốn sin bình x trừ đi 5 sin x cos x trừ đi 6 cos bình x bằng 0 và bằng không. Cái này cho d, lúc này d bằng 0 rồi, cái bài này như thế này là khá dễ. Thí điểm ở cái này các bạn làm ra nháp cũng được mà không làm ra nháp cũng được, thì mình thử xem. Giờ mình giả sử cos x bằng 0 là nghiệm của phương trình nhá. Mình giả sử cos x bằng 0 là nghiệm phương trình, thì bây giờ nếu là nghiệm phương trình thì cái cos x bằng 0 nó phải thỏa mãn cái phương trình này, đúng không nào? Mình thử thay vào xem sao. Cos x bằng 0 thì ở đây mình sẽ có là gì? 4 sin bình x. Đúng không? Cos x bằng 0 rồi thì đây là trừ trừ 0 bằng 0, đúng không? Mà các bạn thấy là sin bình thì bằng 1 trừ đi cos bình với nhau, đúng không? Sin bình thì bằng 1 trừ cos bình, cái này bằng bằng không không? Thế bây giờ cái cos đã bằng không là nghiệm rồi, thế cái này bằng không, 4 nhân 1 bằng 4, 4 bằng không à? Đây, vô lý, đúng không nào? Do đó là cos x bằng không không phải là nghiệm phương trình, đúng không? Thì các bạn chỉ cần biết là gì? Ta thấy cos x bằng không không phải là nghiệm phương trình, là nghiệm của phương trình một đi, mình ký hiệu như vậy, đúng không? Nên chia cả hai vế phương trình cho cos bình x ra được. Các bạn nhìn thật nhanh, làm thật nhanh nhé. Ở đây có phải là 4 sin bình chia cho cos bình không, đúng không? 4 sin bình x chia cho cos bình x, cái này là tan bình đúng không, trừ đi 5 sin x cos x và chia cho cos bình thì mình giải được luôn cho nó nhanh. 5 sin x chia cho cos x và cos bình chia cos bình bằng 1 đúng không, trừ 6 bằng 0. Chính vì nó không là nghiệm thì các bạn mới chia được như này, còn nếu mà là nghiệm mà các bạn chia này thì nó tự nhiên nó sẽ mất nghiệm đi. Đấy, tương đương viết đây cho đỡ tốn giấy nhé, tương đương này đây sẽ là 4 4 tan bình x bắt được quả tan sin nằm trên cos mà trừ đi 5 tan x trừ đi 6 bằng bằng 0, đúng không nào? Thì cái bài này sẽ là nhầm nghiệm nhé, nhầm nào, 5 5 25 25 à, 25 trừ 4 AC 4 4 16 à, bài này ở đây đúng không, 5 25 4
À, bài này nhóm được nghiệm mà. Môn nghiệm sẽ phải bằng là mình đặt 4 ra ngoài. À không được. Sẽ là 5, 5, 2, 5, chiều thì 4, 16, 16 nhân 6. 16 nhân 6, 36, 13, 9, 96 cộng 25. Bao nhiêu? 1, 121 vậy bằng căn 121 bằng 11 đúng không? À rồi ok. Thì suy ra nghiệm đây tan x. Các bạn dùng máy tính nhá, máy tính nhanh. Suy ra nghiệm luôn là bằng bằng 2 và một nghiệm nữa tan x bằng xem nào. Trừ 3 phần 4. Đấy, tìm ra nghiệm này rồi. Ra nghiệm này rồi thì các bạn gì giải giải cái phương trình, đây là phương trình giác cơ bản và các bạn thấy là nó không không quy được về cái giá trị giác cộng góc cơ bản đâu. Thì các bạn mới gì với tan x bằng bằng 2 thì suy ra x sẽ bằng acta của 2 cộng với k pi đúng không nào. Tiếp tục với tan x bằng trừ 3 phần 4 thì nghiệm của nó x sẽ phải bằng acta của trừ 3 phần 4 cộng với k pi đấy. Nắm đúng ngoặc thế dk thừa z, dk thừa z xong, khá là dễ đúng không các bạn, khá là dễ. Tiếp theo mình chuyển sang cái dạng khác, một cái dạng gọi là phương trình nó như là phương trình gì nhỉ, đối xứng. Đây, phương trình đối xứng đi. Bây giờ cái dạng này, dạng dạng gì, dạng a nhân với cos x cộng trừ sin x cộng với b sin x cos x cộng c bằng không. À, mình lưu ý các bạn một chút ở cái chỗ này. Ví dụ như là ở đây mà nó có d chẳng hạn, phương trình bên này mà có d thì ví dụ như mình các bạn thấy là nếu d mà chia cho mình chia cả vế cho cos nhé. Ví dụ như đến cái phương trình này mà nó có d không, ở đây khác không này, được chưa? Khác không thì đây d sẽ chia cho cos bình x đúng không? Thì cái này nó sẽ d nhân 1 trên cos bình rồi thì đây sẽ d nhân với 1 cộng với tan bình x đúng không? Các bạn lại chuyển chuyển vế đổi dấu thôi. Xong các bạn cộng trừ thêm bớt như thế nào. Đấy, thì bây giờ mình sang cái dạng phương trình đối xứng này. Phương trình đối xứng này các bạn nhìn đây, nếu mà không 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 biết dạng thì ngồi cứ mò mãi cũng không ra đâu. Thì ở đây mình có sin cos x cộng sin x đúng không? Đây là sin x cos x đúng không? Bây giờ mình chỉ việc đặt 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 t bằng cos x cộng trừ sin x nhé. Sin x như thế nào? Thì cái điều kiện ở đây là t ở nhỏ, độ lớn của t ở nhỏ nó bằng bằng căn 2 đúng không? Tức là t nhỏ nó bằng căn 2. Tức là gì đấy? T lớn hơn hoặc bằng trừ căn 2, nhỏ nó bằng căn 2 đấy. Cái nội dung của cái phương pháp này tức là các bạn khi các bạn đặt này xong này, các bạn bình phương lên. Bình phương lên đây bên này bên trái là t bình nhá. Bên này sẽ là cos bình cộng sin bình sẽ bằng 1 đúng không? Và cộng với hai lần sin x cos x thì có phải là sẽ xuất hiện được cái thằng này không? Các bạn rút ra thì biến đổi tất cả các phương trình này trở về về t hết đúng không? Về ẩn t thì các bạn sẽ giải ra một cách đơn giản, giải tìm ra t rồi các bạn lại thay trở lại đây và các bạn làm được chưa? Đây thêm điểm mình ví dụ luôn là các bạn làm đưa vào tất cả cũng phải đưa vào ví dụ thì các bạn dễ hiểu hơn. Ví dụ người ta giải phương trình lượng giác sau. Sin 2x trừ đi 2 căn 2 nhân với sin x cộng cos x trừ 5 bằng 0. Đấy. Đến đây rồi thì các bạn thấy ở đây là gì? Đây có sin x cộng cos x đúng không? Nhưng mình không thấy xuất hiện sin x cos x ở đâu à? Đây chỉ mỗi một tổng thôi, đây không không thấy xuất hiện tích đâu. À đây này các bạn nhìn thấy cái sin 2x này, sin 2x thì bằng hai lần sin x cos x đúng không, thì nó xuất hiện được cái thằng tích rồi,
2 lần sin x nhân với cos x trừ đi 2 căn 2 nhân với sin x cộng với cos x trừ đi 5 ở bằng bằng 0. Và đến đây là xuất hiện đúng cái dạng phương trình đối xứng của mình rồi. Bây giờ mình chỉ việc là đặt đặt t bằng sin x cộng cos x. Các bạn nhớ điều kiện nhé. Còn tại sao cái này thì các bạn đây có phải là chính cái phương trình chuẩn nhất đối với lại cái phương trình dạng bậc nhất đối với sin x và cos x không? Các bạn chia cả hai vế này cho 1 cộng 1, đây là căn, gọi chia cả hai vế cho căn 2 không? Thằng này chia căn 2, căn 2 đúng không? Các bạn biến đổi về sin của pi nhân 4 cộng với sin của pi nhân 4 cộng với x đúng không? Thì t đây sẽ bằng căn 2. Đây, mình viết luôn cho các bạn nhé, các bạn về các bạn tự làm nhé. Biến đổi ra đây sẽ là phải là căn 2 nhân sin của pi trên 4 cộng với x. Đấy, các bạn nhớ thế nhé. Thì lúc này cái sin này luôn lớn hơn bằng trừ 1 và nhỏ hơn bằng 1. Thì các bạn nhân thêm căn 2 có phải là điều kiện của t nó sẽ phải là gì? Trừ căn 2 nhỏ hơn bằng t và nhỏ hơn bằng căn 2. Nhớ điều kiện nhé. Điều nhớ điều kiện này để khi mà các bạn giải phương trình các bạn so sánh với cái điều kiện. Thỏa mãn điều kiện thì mới được. Còn nếu mà không thỏa mãn điều kiện thì các bạn phải loại nghiệm mới ra. Đấy. Hơi mờ một chút đúng không các bạn? Đây, khi các bạn đặt là t bằng sin x cộng cos x rồi, thì mình bình phương cả hai vế lên tương đương này. T bình thì bằng 1 cộng với 2 lần sin x cos x đúng không? Thì mình suy ra ở đây có 2 sin x cos x, mình suy ra 2 sin x cos x bằng t bình trừ 1 đúng không? T bình phương trừ 1. Xong đấy là mình gì? Tất cả là mình thay vào. Đây là phương trình 1 này, phương trình 2 này. Bây giờ mình thay vào, 2 ta có đúng không? Thay vào 2 ta có. Thay vào 2 ta có. Rồi, xem là có cái gì nào. 2 sin x cos x thì bằng t bình trừ 1 rồi. 2 này tương đương với cái gì? T bình phương trừ 1. Rồi. Trừ đi 2 căn 2, trừ đi 2 căn 2 nhân sin x cộng cos x thì bằng t mất rồi, đúng không? T ở đây trừ 5 bằng 0. Đấy, thì các bạn thấy bây giờ nó trở về cái dạng phương trình bậc 2 đối với t rồi, thì các bạn lại giải đơn giản rồi bình thường thôi. Đây là t bình trừ đi 2 căn 2 t. Và đây là trừ trừ 6 bằng 0. Từ đây các bạn tìm ra t nhé. Các bạn tìm ra t. T bằng bao nhiêu đấy? T bằng bao nhiêu đấy? Được chưa nào? Khi mà các bạn tự làm nhé, vì cũng hết hết thời gian mất rồi, mình phải 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 chạy đi ngoài này, mình ra ngoài mình làm việc công ty công việc. Các bạn tìm ra t rồi thì các bạn thay vào cái phương trình là lúc nãy các bạn đặt t, lúc nãy các bạn đặt t bằng gì? Bằng căn 2 sin của pi 4 cộng x đúng không? Các bạn tìm ra t các bạn thay ở đây đúng không? Nếu mà t này mà có thể đưa về được giá trị lượng giác của một góc cơ bản ấy thì các bạn lại làm bình thường, các bạn rút cái căn 2 sang đây thôi, các bạn đưa ra đúng không? Mình làm bình thường xong giải ra nghiệm. Được chưa nào? Đấy. Thế mình xin dừng cái phần mà phương trình đối xứng ở đây. Thì nếu mà nó không phải là các bạn nhìn thấy cái phương trình mà không thể thuộc cái dạng như vậy thì nó sẽ rơi vào cái thể loại tự do. Thể loại tự do thì các bạn chẳng còn cách nào khác, các bạn phải biến đổi thôi. Các bạn biến đổi xong ra được cái, các bạn chú ý là tất cả các phương trình lượng giác này hầu như các bạn sẽ thấy là sẽ biến đổi về cái dạng phương trình tích đúng không? Các bạn sẽ biến đổi về phương trình tích, cho một cái phương trình tích bằng không thì các bạn cho lần lượt các thừa số bằng không và các bạn giải ra bình thường đúng không nào? Ví dụ như mình ví dụ có một cái trong cái đề thi tuyển sinh đại học ấy của năm 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 2014 thì mình ví dụ luôn này. Ví dụ này, người ta yêu cầu giải cái phương trình lượng giác sau này: sin x cộng với 4 cos x
bằng 2 cộng với sin 2x. Đấy, thì các bạn thử nhìn đây. Nhìn đây thì ở đây có sin x và cos x. À thế mình nhìn thấy nó gần giống với cái dạng phương trình là bậc nhất đối với sin x và cos x đúng không? Thế nhưng mà bên này nó lại có thằng sin 2x, sin x nó bằng là 2 lần sin x cos x. Thì lại có một tích. Một tích ở đây lại gần giống với cái thằng phương trình đối xứng. Thế nhưng mà đối xứng thì nó phải là có gì sin x cộng cos x hoặc cos x trừ sin x cơ. Và sin x nhân cos x đây thì ra được phương trình đối xứng. Thì đây không phải rồi đúng không? Cũng ở đây cũng không thể nào phải là phương trình dạng thuần nhất bậc 2 đối với lại sin và cos được, đúng không nào? Thì nếu nó không phải thuộc các dạng đấy thì các bạn phải xác định luôn nó là phương trình dạng ở dạng thể loại tự do thôi. Gọi là free time đúng không? Các bạn tự do làm thôi. Đấy. Thế bây giờ mình tương đương xem nó thế nào nhé. Sin x cộng với 4 cos x bằng 2, mình biến đổi luôn đây là 2 lần sin x cos x. Được chưa nào? Thì các bạn nhìn đây. Các bạn thấy ở đây có sin, ở bên này có 2 sin. Nếu như mình chuyển 2 à không phải nhỉ? Thiếu cái gì không nhỉ? Rồi, đây, đúng rồi. Nếu như bên này mà mình chuyển cái 4 cos x sang bên này, mình nhóm 2 cos x ra ngoài thì bên trong còn một trừ sin. À thằng này đúng, đúng rồi. Thì các bạn phải làm như nào đây? Tương đương này. Bên mình sẽ chuyển 2 sang đây đúng không? Sin x trừ đi 2 bằng này 2 lần sin x cos x trừ đi 4 cos x đúng không nào? Tương đương. Đây là sin x trừ 2. Nhóm cos x ra ngoài thôi, 2 lần cos x ra ngoài. Bên trong đây còn sin x trừ đi 2. Xong rồi. Đúng không? Thì bây giờ ở đây có sin x trừ 2, bên này có sin x trừ 2, bây giờ mình chuyển vế đổi dấu và mình đặt cái sin x trừ 2 ra làm nhân tử chung thôi. Tương đương với sin x trừ 2 ra ngoài. Bên trong này còn 1 trừ đi 2 cos x bằng 0. Đấy, các bạn thấy là bây giờ mình đã biến đổi về cái phương trình dạng phương trình tích rồi. Phương trình tích thì mình cho từng cái thừa số 1 bằng 0 thôi. Sin x trừ 2 bằng 0 và 1 trừ đi cos 2x bằng 0. À, đến đây lại quá dễ rồi đúng không? Cái này lại rơi vào cái trường hợp đầu tiên các bạn thấy là sin x bằng 2 phương trình vô nghiệm rồi. Ở đây sẽ là cos x nhá, không phải cos 2x đâu. Cos x bằng 1 trừ 2 cos x, 1 cos x sẽ bằng bằng 1/2 bằng cos của pi trên 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 3 đúng không? Cos của pi trên 3 thì sẽ bằng 1/2 và các bạn x thì sẽ bằng cộng trừ pi 3 cộng k2pi. Được chưa? Như vậy xong. Rất là dễ. Đây bây giờ các bạn nếu mà có thời gian thì các bạn làm cho mình một số cái bài tập sau. Mà bài 1 này. Bài 1 đây là ở trong đề thi tuyển sinh đại học khối A năm 2013. Giải phương trình lượng giác sau: 1 cộng với tan x bằng 2 căn 2 sin x cộng với pi trên 4. Đấy. Thì các bạn ở cái chỗ này các bạn nhìn vào đây các bạn biến đổi một chút cái tan x này. Tan là bằng sin nhân cos đúng không? Quy đồng lên bằng cos cộng sin chia sin đây. À đúng rồi. Ok, thì bài này chia theo cos, bài này rất là dễ thôi. Không vấn đề gì cả. Đấy các bạn làm theo hướng như vậy. Tiếp theo này. Tiếp theo các bạn làm cho mình này. 2 này, giải phương trình lượng giác sau: sin mũ 4 x cộng với cos mũ 4 x bằng 1/4 nhân với 3 trừ đi cos 6 x. Đấy. Tiếp theo cos mũ 4 x cộng với sin mũ 4 x bằng cos 2 x. 1 cộng với cos mũ 4 x trừ đi sin mũ 4 bằng 2 cos 2 x. Căn 3 sin bình x cộng 1 trừ đi căn 3
nhân sin x cos x trừ đi cos bình x cộng 1 trừ căn 3 bằng 0. Sin 2x cộng 4 nhân với cos x trừ sin x bằng 4. Đấy, các bạn về làm cho mình số bài tập, có thời gian thì các bạn làm, nếu không thì thôi. Chúng ta ôn lại như vậy. Mình xin dừng cái chuyên đề về lượng giác ở đây. Có thắc mắc gì hay là có những góp ý gì, các bạn vui lòng comment ở bên dưới hoặc là liên hệ với mình. Mục tiêu của mình ở trong những cái phần chuyên đề này, mình cũng nói ngay từ những cái đầu tiên ấy, là chỉ trao đổi về mặt học thuật thôi. Thế còn có thể là mình nói, có những cái mình nói đúng và có những cái mình nói sai, thì mong các bạn góp ý để mình hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn các bạn.